Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào Chúng ta cùng đến với quyển 5 chương 256 Tự sát Các bạn hãy đăng ký kênh Bật thông báo để được đón nghe sớm nhất Câu chuyện này nhá à, Hãy chia sẻ giúp Nguyễn Thành Bởi vì chia sẻ là hoàn toàn miễn phí Cảm ơn các bạn rất nhiều Bách vô cầu vác đồng thích chấn lên vai Đi theo ngô miễn quý bất quý dẫn đường cùng với nhóc nhậm tam thi triển phép tận hành chạy đến vị trí đồng thích trấn vừa chỉ không lâu sau đã đến trước cửa động phủ nơi này là một vách đá mọc đầy rêu xanh mọi nơi như vậy rất thường thấy trên núi cao hết sức bình thường không có gì đặc biệt nếu đồng thích trấn không nói là ở đây thì có lẽ đến cả quy bất quy cô sẽ bỏ qua mấy người và yêu đi đến trước vách đá ông già ra hiệu cho bách vô cầu thả đồng thích trấn xuống Cười tùm tìm nói Đã đến cửa nhà rồi Mời bọn ta đi vào uống ngụm nước đi nhỉ Đồng thị trấn khẽ mỉm cười Ngằng đầu nhìn mặt trời trên cao rồi nói Lúc này vẫn còn sớm Phải chờ đến giờ thân Ánh mặt trời hoàn toàn bao trùm chỗ này Thì ta mới có thể mở động phủ ra được Ngài cũng biết đấy Trong số những người đến Hoa Sơn Có không ít tu sĩ đạo hạnh cao thâm Nếu ta không ra cố cho cẩn thận thì nơi này đã sớm bại lộ rồi Đang nói chuyện Sao mặt đồng tích chấn đột nhiên thay đổi Nụ cười thường trực trên môi Nháy mắt cứng đờ Quỷ bất quỷ nhìn mặt đoán ý Biết là trong đồng phủ đã xảy ra chuyện liền theo ánh mắt đồng thích chấn nhìn qua Trông thấy một góc rêu xanh trên vách đá Đã bị gạt đi Nếu không nhìn kỹ Thì không phát hiện ra thay đổi này What con Nếu điều trong đồng phủ này của người Có thêm thứ gì cổ quái kỳ lạ thì người tự biết hậu quả rồi đấy Quy bất quy nhìn thẳng vào mắt Đồng thích chấn Cười khà khà nói tiếp Bây giờ có phải đang muốn nói là Nhà người đã xảy ra biến hóa gì đó không Có người đã đi vào Đồng thích chân nói Mà sắc mặt trở nên xanh mét Trừ đó khi biết đệ tử của mình Hầu như đã chết sạch Cũng không thấy hắn kích động như thế này Bên trong động phủ Cần giấu tất cả những điển tịch Mà hắn mang đi từ chỗ từ phúc bất quy độ đã được sửa lại và một ít thiên và một ít thiên tài địa bảo còn cả thứ cấm thuật đã sắp sửa đại công cáo thành nếu những thứ này đều bị người khác lấy đi vậy thì chuyện hắn phản bội sư môn chính là một trò cười thiên cổ muốn biết có bị mất đồ hay không người vào xem là biết chứ gì bạch vô cầu liếc nhìn đồng thích trấn tiếp tục nói không phải ông đây nói ngươi chứ đã đến trước cửa nhà mình rồi Nghe còn khách khí cây rẻ Đồng thích chấn tỏ vẻ miễn cưỡng Đưa tay ấn vào vị trí trung tâm vách đá Ngay khi ngón tay vừa tiếp xúc Với rêu xanh trên bề mặt Thì đùng một tiếng Một luồng lực cực mạnh xuất hiện đánh bay đồng thích chấn đi Đầm gãy hai cây cây to Rồi mới ngã xuống đất Hắn lào đào bò dậy Lào đi máu tươi rỉ ra khóe miệng Nói với bách vô cầu Ta đã bày chín loại trận pháp trồng treo nhau lên đó trận pháp có thể tác động lẫn nhau Tổ hợp ít nhất 30 loại biến số Nếu cô chấp đi vào Kết quả sẽ như vừa rồi Con trai ngốc Chúng ta cứ chờ đến giờ thân đi Chương kiến động thích trấn bị đánh bay Quyền bất quỷ cũng hiểu trận pháp giữ cửa Không dễ hóa giải Cho dù đích thân mình ra tay Cũng không thể hoàn toàn phá giải trước giờ thân được Thế là ông già can tên thô lỗ lại Rồi tiếp tục nói với đồng thích trấn hoặc con à Không phải là ngươi học hư Muốn dùng mấy người bọn ta Để làm cu ly cho ngươi đây cha Lâu này Đồng Tích chân không biết bên trong động phủ Đã xảy ra chuyện gì Hiểm thấy một lần tỏ ra nôn nóng bực bội Hắn nghe quy bất quỳ hỏi như vậy Vẻ mặt không chút biểu cảm nói Nếu các người không tin Thì có thể kết liễu đồng thích chấn ngay bây giờ Khi đến giờ thân Sẽ có 7 trận pháp giữ cửa tạm thời mất hiệu lực Còn lại hai trận pháp chấp huyến Không nguyên Chỉ mất một chút thời gian phá giải thôi Ra tay đi đi đồng thích chấn trước sau Bày ra vẻ ta sống đủ rồi Bạch vô cầu liền nổi giận xông tới muốn vặn gãy cổ hắn Lại bị quy bất quy Cười tùm tìm ngăn lại Đã tốn hết bao nhiêu ngày rồi Tiếc làm gì mấy canh giờ còn lại Chờ thì chờ thôi Còn chả ngốc nhà ngươi Chấp người sắp chết làm cái gì Nói thế nào thì người cũng từng làm yêu vương đừng chấp mấy kẻ phạm trần Mai mới khuyên được bách vô cầu ở yên Quý bất quy lại cười khà khà Nói với đồng thích chấn Bọn ta cùng ngươi Đợi đến giờ thân Nói đoạn Ngồi miễn quý bất quy và hai con yêu quái Tìm lấy một chỗ sạch sẽ ngồi xuống Còn đồng thích chấn vẫn cứ đứng yên Như tượng phía trước vách đá Đôi mắt nhìn thẳng vào đám rêu xanh bên trên Miệng không ngừng bấp máy như đang lầm bẩm nói gì đó Chỉ là không ai nghe được Hắn đang nói cái gì Chợ mãi cũng đến giờ thân Mặt trời dần lặn về tây Chiêu ánh nắng cuối cùng lên trên vách đá Để khi ánh nắng chiêu lên toàn bộ vách đá Lên thấy mảng rêu xanh bên trên Chậm rãi biến đổi Chúng bắt đầu khô héo dần Chờ cho rêu xanh khô héo hơn phân nửa Đồng thiết chấn Vẫn luôn đứng trước vách đá Đồ điền giờ tay ấn vào vài vị trí trên đó Sau đó Hắn lấy từ trong áo ra dụng cụ đánh lửa lúc sáng lấy ở chỗ quán trọ quen lửa lên rồi đốt đám rêu xanh chỉ còn lại không nhiều lắm cùng lúc này khi đám rêu xanh bị đốt xảy ra biến hóa hắn tiếp tục không ngừng ấn vào mấy vị trí trên bề mặt vách đá toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh chỉ trong mười mấy nhịp hô hấp trong một khoảnh khắc bàn tay đồng thích chấn ấn vào vách đá toàn thân hắn lập tức hãm sâu vào bên trong thôi xong chúng ta trúng kế rồi Thẳng danh này muốn chạy trốn Bạch vô cầu vẫn luôn ở phía sau Nhìn chăm chăm đồng thích chấn Người này nhập vào bên trong vách đá Hát liền như phản xạ có điều kiện Lập tức vọt vào theo Tên thổ lô theo sát đồng thích chấn Cùng chìm vào trong vách đá Ngồi miễn quý bất quý Cùng với nhóc nhầm tam ở phía sau Cùng đôi gót một người một yêu Đi vào bên trong Đi vào rồi mới phát hiện nơi này Không lớn lắm Bên trong vách đá chỉ có một cái giường đá Hết sức đơn giản Lại thêm một bộ bàn ghế đá Ngoài trừ những vật dụng dùng trong sinh hoạt Thì toàn bộ động phủ đều trống không Chẳng có thứ gì khác Đồng thích trấn tiến vào đầu tiên lúc này Đang quỳ gục dưới đất Sắc mặt xám quét như cho tàn Bất động mà nhìn chăm chăm khoảng không trống trải trước mắt Quỳ bất quỳ dạo quanh tại chỗ một vòng Quay đầu lại nhìn đồng thích chân nói Được rồi Giọt quả cũng vào được Cấm thuật mà người hao hết bao nhiêu năm cung phụng tu luyện đâu Lấy ra đây cho ông giả ta xem một chút Đồng thích chấn Không thèm để ý quy bất quy Thân thể hắn bắt đầu khẽ run lên Hai mắt nhắm lại Lầm bầm trong miệng Kết quả vẫn là một giấc kê vàng Giờ đã tỉnh mộng rồi Ta cũng nên đi thôi Ta vứt bỏ tính mạng thân ra Kết quả lại là như vậy Trong khi nói Hắn đột nhiên đứng dậy đi đến trước giường đá Rồi tay lấy từ dưới giường ra Một thanh trường kiếm Hán tuốt kiếm khỏi vỏ Rồi cầy lưỡi kiếm lên cổ mình Xuôi tay cắt đứt động mạch chủ trên cổ Màu từ nhay mắt trào ra Trông thầy đồng thích Trấn rút kiếm tự sát Quỷ bất quỷ cũng không khỏi bất ngờ Vốn tưởng rằng đây Lại là miêu kế của đồng thích Trấn Nào ngờ hắn nói ra tay Là ra tay ngay Tầm thế hoàn toàn là chịu chết Ông già vội vàng đoạt lại trường kiếm trong tay đồng thích chấn lâu này quần áo trên người hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ toàn thân sụi lơ ngã xuống đất đợi chờ cái chết đoạt lại được thanh kiếm quy bất quy nhìn qua vết thương to tướng trên cổ đồng thích chấn lập tức đi tìm quanh động phủ một vòng mà không thấy có thứ gì cầm máu được nếu người này đang diễn trò thì trang diễn này không khỏi đầu tư quá lớn rồi trên người quy bất quy Cô không mang theo đan dược cầm máu Lông này nhong nhầm tam nhìn ra ông già Đang muốn cứu đồng thích chấn Lập tức nhổ xuống hai sợi tóc của mình Đưa cho quỷ bất quy nói Dùng dầu của nhân sâm bọn ta Tính mạng hắn sẽ không có gì đáng ngại Nhân sâm Toàn thân người đều có tác dụng hoạt huyết lưu thông máu Cho hắn ăn dâu sâm Thì hắn chết càng nhanh đấy Quỷ bất quy cười khổ một tiếng Chỉ có thể điểm huyệt cầm máu cho đồng thích chấn được thương thế của hắn quá nặng Chỉ điểm huyệt thôi Thì tám phần là vẫn không qua được Sau đó quy bất quy Lại xe xuống một mảnh vải trên trường bào của mình Bằng lại vết thương cho đồng thích chấn Lan lộn nửa ngày trời Rốt cuộc máu cũng ngừng chảy Chẳng qua sắc mặt đồng thích chấn lúc này Đã trắng bạch như giấy Xem ra cô không trụ được bao lâu nữa Quy bất quy tìm giấy bút trong động phủ Viết ra hai phương thuốc nấu uống Và dùng ngoài Xài nhóc nhầm tam nhanh chóng xuống núi tìm mua Chưa biết được nơi này Đã xảy ra chuyện gì Đồng thích chấn chưa thể chết được Thương thế của đồng thích chấn quá nặng Quy bất quy và lộn suốt một ngày trời Mày còn như miễn cưỡng Kêu được cái mạng của hắn Bạch vô cầu ở một bên hóng chuyện Không hiểu sao ông giả Lại phải làm chuyện không đâu như thế Trong lúc ông già đang bận rộn xử lý vết thương Cho đồng thích chấn Tên thổ lỗ thò mò vào hỏi Ông già à Thằng danh này Đã tự mình cắt cổ thì cha cứ mặc hắn đi Chúng ta không ra tay đã coi như nhân từ rồi Còn cứu mạng hắn làm cái rẻ Con trai ngấp Đồng thích chấn chết rồi Thì ai đi tìm cấm thuật cho ông già ta đây Mai mới xong xuôi mọi việc Quỷ bất quỷ cởi bỏ bộ quần áo dính đầy máu Trên người xuống Tiếp tục nói Ngoài trừ cấm thuật Thì còn có bảo bối mà hắn mang từ chỗ từ phúc ra Dù sao cũng phải biết được Trung rơi vào tay ai chứ Nói đến đây Quỷ bật quỷ liếc nhìn sang ngô miễn Cười khổ một tiếng rồi lại nói Thật ra mà nói Đồng thích trấn còn sống ngày nào Thì ngày đó ông già ta còn chưa yên tâm hắn chết đi thì trên đời này Có lẽ chỉ còn lão già tử phúc kia Là có thể trên cơ ông già ta Nên luận về mặt cơ chí Kiều lây hắn thì không hay một cái là Để lại cho mình thêm một đối thủ nhưng mà người này không cứu cũng không được Lúc này Ngồi bên đang ngồi bên bàn đá Là xem mình nhân trí Nghe thấy quỷ bất quy nói chuyện với mình Hai mắt y vẫn không rời khỏi cuốn sách nhỏ trên tay Miệng thì nói Ông già Cái tên suối quầy đồng thích chấn này Ông cứ phải dây vào làm gì Tự hắn đi tìm chết Mắc gì ông phải can Quỷ bất quý cười khà khả nói Hắn chết rồi thì ông già ta phải làm sao đây Hàn chết ở trong động phủ của mình Lúc trên chỉ có mấy người chúng ta chứng kiến Đồ ở nơi này lại biến đi đâu Một khi lão già tử phố kia tìm ông già ta đòi của Lộng ấy lại phải nói thế nào Đồng thích chấn còn sống thì ít nhất Có thể đổi cái nồi này Tùy ông Ngồi bên vừa nói Vừa khép lại minh nhân trí trong tay Ý liếc nhìn qua đồng thích chấn Hơi thở hết sức mong manh Lại nói tiếp ông cứ ở lại đây với hắn đi ta đi xuống chân núi tìm chỗ nghỉ nhậm tam bạch vô cầu hai người thì sao nhóm nhậm tam thấy ở trên núi rất nhàm chán Để đi theo ngô miễn xuống quán trọ dưới chân núi nghỉ lại bạch vô cầu thì ở lại với ông già hiện giờ đồng thích trấn vừa mới nhặt lại được cái mạng không thể lặn lội đường xa một khi miệng vết thương lại vỡ ra thì e là ông già chỉ còn cách giao tiếp với hồn phách của hắn Thế là Ngô Miễn dân theo nhóc nhầm tam và bách vô cầu rời đi. Tiền thổ lô xuống núi, mua sắm chuẩn bị một ít chăn đệm đồ dùng và thức ăn. Xem tình hình thì có lẽ sẽ phải ở lại trong sơn động này tầm chục ngày nữa. May mắn Đồng Thích Trấn là đệ tử được từ phúc dạy dỗ ra. Sức khỏe vượt trội hơn người bình thường. Chỉ qua một ngày đã hồi tỉnh. Nghị quy bất quy ngồi trước mặt, hàn khe thở dài, hơi thở yếu ớt nói với ông già. À, ngài tội gì phải cứu sống ta đi tìm đại phương sư thỉnh lão nhân gia ngài ấy điều tra chuyện cấm thuật bị trộm quy bất quý cười khà khà một tiếng đáp <laughs> What con à ở đây không có người ngoài người nói thật đi có phải là bảo bối người cất trong động phủ này bị trộm mất người đến tìm ông già ta và ngô miễn giúp đỡ điều tra đúng không bởi vì giữa chúng ta không có giao tình thân thiết đến mức ấy để người mới diễn ra vở kịch này hả có điều không phải ông giả ta nói người chứ vở kịch này bỏ vốn quá mức rồi là sao đừng có chơi tất tay như thế đâm đầu vào tường tỏ vẻ một tí là được rồi đồng thích trấn nhìn quy bất quy đầy vẻ bất lực cười hát ra một tiếng rồi nói <laughs> ngài còn cho rằng đây là diễn kịch đã từng gặp qua vở kịch như vậy rồi sao không tin thì ngại vẫn nên tự tay kết liễu ta đi Ông già ta nói rồi Mạng của ngươi do tử phúc định đoạt Quỳ bất quỳ cởi một tiếng tiếp tục nói Ngoài trừ vị đại phương sư kia của chúng ta Ai cũng không thể động vào ngươi Ngươi chết rồi Thì tội lỗi đánh cắp cấm thuật điển tịch rồi pháp khí các thứ Tìm ai đến gánh thay ngươi đây Một chê đa cũng không phải không được Trước tiên tìm những bảo bối đó về cái đã đến lúc đó ông già ta giúp ngươi nói đến đây Quỷ bất quỳ hơi dừng một chút rồi lại lần nữa nói với đồng thích trấn ngươi nghĩ kỹ lại xem còn có ai biết số bảo bối của ngươi giấu ở chỗ này không tìm được số bảo bối đó rồi ông già ta sẽ đưa cả ngươi và chúng trả lại cho đại phương sư của chúng ta đồng thích trấn nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu rồi vân khen lắc đầu cứ thế nhắm mắt mà đáp Đời này chỉ có một mình ta biết Ta thật sự không nghĩ ra Còn có người nào biết À không Hồ Dũng biết chỗ này Nói đến đây Đồng thích trấn đột nhiên mở mắt ra Hắn nhìn quy bất quy Chêu chớp mắt mấy cái rồi nói tiếp Lộc trược ta mang theo gã lên hoa sơn Đã từng đứng ở đây Nói rằng đời này thích hợp xây đồng phủ Hồ Dũng Trong đầu quy bất quy hiện lên vì đại sư huynh có đôi tai to bè kia Trước đó gã Ăn một cây tát của bách vô cầu Đã bị vặn ngược đầu ra sau Thường thế điều vậy Hiền nhiên không nhẹ Nó không chừng lúc này Đã đi đời nhà ma rồi Nhưng nếu Đồng thích chấn Đang nhắc đến người này Có thế nào Cũng phải đi điều tra một chút Mới yên tâm được quỳ bất quý trước tiên hỏi đồng thích chấn xem Bình thường Hồ Dũng thường hay lui tới nơi nào Sau đó đánh thức bách vô cầu Đang nằm ngủ trên bàn đá dậy nói Con trai ngốc à Còn nếu cái tên Hồ Dũng bị ngươi tát cho lật đầu không Đi bắt ngã về đây Bạch vô cầu mặc dù không tình nguyện Điều vấn đề mặt quy bất quy Mà thi triển yêu pháp chạy đi Thế tên thổ lô đã đi khỏi Quy bất quy mới cười với đồng thích chấn Tiếp tục trò chuyện Người lại nghĩ kỹ xem Còn có manh mối gì nữa không Một khi thông tin ở chỗ hồ dũng không khớp Y nhân vẫn còn biết đường khác mà lần chứ Đồng thích chấn Lại suy nghĩ thêm nửa buổi Rồi vẫn lắc đầu nói Người ta có thể nghĩ đến Chỉ có là Hồ Dũng Ngoài trừ gã ra Thì không có khả năng còn có người khác Biết đến chỗ này Vậy thì chỉ đành Chờ tìm được Hồ Dũng về thôi Cậu mày lúc ấy ông giả ta Để lại cho gã một mạng Bằng không lúc này Cũng chỉ có thể truy hỏi hồn phách của gã Quy bất quy gật đầu Cuối cùng lầm bẩm nói Vừa rồi ông giả ta Quên không nói thẳng gốc kia Đi tìm ông trẻ của nó trợ giúp Chỉ dựa vào bản lĩnh của thằng con trai gốc kia thì Sự thật chứng minh Lo lắng của quê bất quy Hoàn toàn dư thừa Để chỉ mà đồng thích trấn cung cấp Là quê quán của Hồ Dũng Vốn gã ở địa phương chính Là một người có tiếng tâm Ý vào bản thân biết chút thuật pháp Cũng được coi là một đại nhân vật Có thể hô mưa gọi gió Ở quê nhà của gã Hỏi huyện lệnh là ai Thì không được mấy người biết Nhưng nhắc đến hồ thần tiên Là không ai không hay Hơn nữa hiện giờ mặt của gã Bị vặn ngược ra sau Về quê lại càng là một cảnh tượng kỳ khôi Bây giờ trước cửa nhà hồ thần tiên Luôn thường trực Mấy tên trẻ trâu hóng hớt Chỉ trực chờ gã ra ngoài Là xuống vào xem chuyện lạ Bạch vô cầu tìm đến nơi Thì đi hỏi thăm nhà hồ dũng ở đâu Sau đó tiền thô lô lao thẳng vào nhà Túm cổ Hồ Dũng lôi ra Thi triển yêu pháp chạy một mạch trở về động phủ Hồ Dũng bị bách vô cầu Ném cây rầm xuống đất Cũng giống như lần trước Nồn thốc nồn tháo một trận Trở đến khi tình hồn lại Thì mới thấy sư tôn của mình Đang nằm bẹp trên giường Trước người máu ướt một mảng lớn Trông như là vừa bị trọng thương Hồ Dung không biết đã xảy ra chuyện gì liền quay sang nói với quy bất quy <laughs> Đại tu sĩ tha mạng Ngài chưa có nghe người này nói bậy nhất định là hắn trước khi chết Muốn kéo theo một cái đệm lưng Để mới muốn cắn ngược lại ta Đã xảy ra chuyện gì Ngươi còn không biết Sao lại dám nói sư tôn mình Muốn cắn ngược mình Quyên bất quý cười khà khà một tiếng Tiếp tục nói Đừng sợ Ông già ta hỏi cái gì Ngươi chỉ cần đáp lời là được Cái cổ của ngươi ông già ta Cũng có thể đắn lại giúp cho Suốt mấy ngày nay Hồ Dung bị cái cổ của mình Làm cho khổ sở Trước kia ở quê người ta đều gọi Gã là Hồ Thần Tiên Sau này nhìn thấy đầu gã bị vặn ngược ra sau Người ta đều quay ra kháo nhau rằng Gã làm ra nhiều chuyện thiếu đạo đức Mới bị ông trời trừng phạt như vậy Còn dám ở trước mặt gọi gã Là Hồ Lệch Cổ Hơn nữa bởi vì đầu vặn ngược Làm chuyện gì cũng vô cùng bất tiện Bây giờ ngay cả chuyện cơm nước bình thường cũng phải nhờ vợ dùng thìa đút cho bây giờ nghe thấy quy bất quy nói vậy hồ dũng vui mừng khôn xiết Gà chỉ vào sư tôn nằm trên giường nói với ông già ta biết chỗ rừng chân của hắn ở mấy châu huyện khác nhau còn cả mấy vạn lượng vàng giấu ở chỗ nào chỉ cần đại tu sĩ nắn lại cổ cho ta ta sẽ nói cho ngài biết hết ông già ta không hỏi mấy cái đấy quy bất quy cười kha kha tiếp tục nói lúc trước sư tôn người đã dẫn người đến đây người nghĩ kỹ lại xem có nói với ai về chỗ này không chỗ này ở trên hoa sơn sư tôn người từng nói là địa điểm thích hợp xây dựng động phủ hồ dung không chút nghĩ ngợi lập tức nói thẳng không có ta rất là kín miệng đây nha hận đất ta cũng không biết trên hoa sơn có động phủ thế thì làm sao có thể tiết lộ về nơi này cho người khác được Đừng trả lời nhanh thế chứ Cứ nghĩ kỹ lại đi Quyên bất quỳ cười khà khà nói tiếp Có ai từng hỏi thăm ngươi Về hành tung của sư tôn ngươi không Kể cả không hỏi đồng thích chấn Mà hỏi về Đừng nơi ngươi từng đi qua cũng được Nghĩ cho kỹ vào Cái cổ của ngươi có thể chỉnh lại được hay không Phải trông hết vào lần này đấy Ngài thầy quý bất quỷ lại nhắc đến Chuyện nắn chỉnh cổ cho mình Lần này Hồ Dũng cẩn thận hơn hẳn Gà suy nghĩ nửa ngày trời Mới lên tiếng nói Ngài nói như vậy Thì quả thực có một chuyện không quá bình thường Chắc là khoảng một năm trước chi phủ ở quê nhà Có tìm đến ta Hồ Dũng không giống Những đệ tử khác của Đồng Thích Chấn Gà là tu sĩ gia truyền sau lại được chứng kiến thuật pháp của Đồng Thích Chấn Mới bái làm môn hạ của hắn Tuy rằng thuật pháp của Đồng Thích Chấn Không so được với hàng đại tu sĩ Như ngô miễn quý bất quý nhưng ở trước mặt một tu sĩ si bình thường như Hồ Dũng Thì vẫn là một tồn tại không khác gì thần Từ sau khi học được phương thuật ở chỗ đồng thích chấn Hồ Dũng trong mắt những người cùng quê lại càng lợi hại hơn Lúc nhắc đến gã còn thêm hai chữ thần tiên vào phía sau Để khi danh tiếng ngày càng lớn Thậm chí cả các quan viên lớn nhỏ tại địa phương Cũng thường xuyên tìm đến muốn bái vọng vì Hồ Thần Tiên này Khoảng trường một năm trước quan chi phủ mới nhậm chức ở quê hồ dũng gửi thiệp mời mời hồ thần tiên đến nhà môn chi phủ dự tiệc tiệc rượu kiểu này hồ dũng tham dự nhiều rồi nên cũng không nghĩ ngợi gì mà mặc bộ tiên y bát quái của mình vào dân theo hai tiểu đạo đồng tiền đến nhà môn chi phủ chi phủ mới nhậm chức tên là giang hạ thấy hồ dũng đến thì đích thân rất tận cổng nhà môn sởi lời nghênh đón gã vào còn mời các quan viên lớn nhỏ tại địa phương đến cùng tiếp đãi lục khai tiệc lại mời hồ dũng ngồi vào ghế chủ tiệc trong lời nói thể hiện sự sùng kính tột bậc với vị hồ thần tiên này trong lúc nhất thời chính hồ dũng cũng có cảm giác lâng lâng thật sự xuất hiện ảo giác rằng bản thân mình cách thần tiên cũng không xa xôi là mấy qua ba tuần diệu Chi phủ đại nhân liền bám giết lấy hồ dũng bôn ga kể ra mấy năm qua đi khắp núi cao sông lớn trong thiên hạ Đang nghe đã biết được những gì Theo lời vị Giang Đại Nhân này Hàn Đạc ấp ủ Viết nên một quyền thần tiên truyện Dựng bia chép sử Về hồ thần tiên Lúc ấy hồ dũng đã hơi qua chén Đầu óc lâng lâng Cũng không nghĩ nhiều Liền nói hết những gì mình hiểu biết được Trong thời gian bài sư học đạo Cho Giang Chi Phủ nghe Có điều Giang Hạ cứ chê những gì Hồ Dũng kể ra quá ít không đủ nội dung viết được một quyển thần tiên chuyển Giả sức thuyết phục hồ thần tiên Kể thật chi tiết về các nơi đã đi qua Hồ dùng mong hết ruột gan kể lại những gì bình đích thân trải nghiệm Cả mấy chuyện linh tinh về hè cũng nói hết ra Trong đó có cả chuyện năm đó Gà theo đồng thích trấn lên hoa sơn Rồi sư tôn gã nhìn chúng một nơi thích hợp xây dựng động phủ Chẳng qua khi kể lại Thì đổi thành chính mình Vỡ mắt một vị trí phong thủy bảo địa trên hoa sơn có cơ hội nhất định Phải lên đó xây động phủ giang chi phủ tỏ vẻ Đặc biệt hứng thú với chuyện này Còn dò hỏi thật kỹ Vị trí chính xác địa điểm đó Đến giờ này nghĩ lại Nếu nói là Hồ Dũng tự mình nói ra địa chỉ nơi này Cũng chỉ có lần đến nhà môn chi phủ dự tiệc Gã đã nói với Giang Chi Phủ mà thôi Giang hả Quỷ bất quy từ tốn lặp lại cái tên này Ông già cũng không nhớ Đã từng nghe đến ở đâu Thế là lại hỏi tiếp Chuyện xảy ra mới một năm trước Nói điều vậy thì vị giang chi phủ này Vẫn còn làm việc ở quê của ngươi nhỉ Hai tháng trước Giang chi phủ đã được thăng chức Ngài nói hiện tại dư chức Trung thư lệnh phủ đại danh Hồ Dung đáp lại một câu Rồi lại cẩn thận rẻ dặt Nói với quý bất quý Lão nhân ra ngài hoài nghi giang chi phủ này Là tu sĩ sao Khả năng này không lớn Nằm ngoài lúc ta đi dự tiệc Thì Giang Đại Nhân rất có hứng thú Với thuật pháp Để đã thi triển chút trò siếp thử hắn Kết quả hắn không có phản ứng gì Hắn là không phải tu sĩ đâu Trung thư lệnh phủ đại danh Quỷ bất quỷ cười kha kha Không để ý đến lời Hồ Dũng nói Mà lại hỏi tiếp Ngoài trừ lần đó ra Có lần nào khác nữa không Có khi người ở trong nhà ăn uống say xưa lơ biện nói với quản gia người hầu cũng chưa biết chừng đấy hồ dũng chỉ thừa nhận là đi nhà môn chi phủ còn nói về động phủ hoa sơn còn lại bất kể quy bất quy dẫn dắt thế nào ga đều không đáp thế là manh mối duy nhất chỉ có vì trung thư lệnh phủ đại danh giang hạ kia mà thôi quy bất quy đi đến trước giường đá nơi đồng thích trấn đang nằm thấp giọng thì thầm vào tay hắn vài câu sau đó đi về phía hồ dũng còn đang chờ được nắn đầu lại nói Vậy thì ông giả ta Sẽ đi tìm người tên Giang Hạ kia Mấy ngày này Đành phải phiền ngươi ở lại đây Hầu hạ sư tôn ngươi cho tử tế Trở đến khi ông giả ta xác định chuyện Là do Giang Hạ làm lộ ra Quay về sẽ nắn lại cổ cho ngươi à, Ờ chờ đã Lão nhân ra Không phải chúng ta đã nói Là nắn trình lại cổ trước sao Nghe quỷ bất quỷ nói muốn mình Ở lại đây hầu hạ đồng thích chấn Hồ Dung lập tức nhảy dựng lên Ngàng vội vàng đi đến chỗ ông già Tiếp tục nói Trong nhà ta vẫn còn cả đống chuyện phải lo à, Hay là thế này đi Ta phải hai đứa hầu gái Đến đây hầu hạ sư tôn Đã đến lúc ngài trở về Yên tâm Sư tôn này của ngươi Bây giờ không làm được gì ngươi đâu Chờ đợi hồ dũng nói xong Quỷ bất quỷ đã cười tùm tìm gắt lời Ông già nói tiếp Sư tôn ngươi bị thương mạch máu trên cổ không tin dương một tháng thì chưa hồi phục được đâu Hận nữa ông già ta Đã phòng ấn thuật pháp của hắn rồi Ở trước mặt người Hắn chẳng khác gì đứa trẻ danh cả Người ở đây trông chừng hắn Nhiều thì ba ngày Còn nếu thuận lợi thì tối nay Là ông già ta có thể trở về Trịnh lại cổ cho ngươi Trong đồng thất có thức ăn, nước uống Với cả rượu ngon nữa Đồ cho người cầm cự được 10 ngày nửa tháng Bất luận Hồ Dũng cầu xin thế nào Quỷ bất quỷ đều không chịu nhà ra Cuối cùng ông già dặn dò thêm vài câu Rồi dẫn theo bách vô cầu Thi triển độn pháp biến mất Trước mặt thầy trò đồng thích chấn Đồn ngột trong đồng phủ Chỉ còn lại mình và đồng thích chấn Họ Dũng có chút trột dạ Mà nhìn sư tôn của mình Sau khi xác định hắn Còn không thể chờ mình được Đại sư Huỳnh mới thấy yên tâm hơn Nhưng mà vẫn không dám ở cùng với Đồng Thích Chấn Ngày lúc Hồ Dũng Dự định làng tránh cho đầu óc đỡ phiền Chuẩn bị đi vào động thất Chứ thức ăn lánh tạm Bồng điền nghe thấy phía sau Chuyển đến giọng nói yếu ớt đứt quãng Của đồng thích chấn Hồ, Hồ Dũng Người giúp ta làm một chuyện Quy bất quý cùng với bách vô cầu Đi xuống thị trấn dưới chân núi Sau khi tìm được ngô miễn Ông già kể lại một lượt Những gì Hồ Dũng nói cho nam nhân tóc bạc nghe Kể xong thì cười khả khả nói Hiện tại xem ra Vì giang chi phủ kia không thoát được liên can rồi Sao Đêm phủ đại danh một chuyến nhỉ Hắn rút cuộc là ai Ở trước mắt ông già ta Thì đều không giấu được Ngồi bên liếc nhìn quy bất quy nói Ông già Ông nói giang hạ này Liệu có thể là ai Ông già cười một chút rồi nói tiếp Có thể dọn hết đồ Trong động phủ của đồng thích chân đi Chứng tỏ người này Đã sớm biết đến chỗ này có cái gì Người dám to gan động vào cấm thuật của tử phúc Ngoài trừ những người đã đắc tội với lão già kia Bị liệt tên vào sát lệnh Thì không còn ai khác Không thể ngờ Một người khôn danh đưa đồng thích chấn Cuối cùng lại để cho người khác hưởng lợi Thế làm sao mà ông biết mình Không phải đang làm cu ly cho đồng thích chấn Ngồi bên đã nụ cười đặc trưng của mình Đứng dậy khỏi ghế Tiếp tục nói với quý bất quý Vậy thì đi một chuyến Ta có muốn xem thử một chút từ phúc dậy ra được cái loại đồ đệ gì vậy. Trước đó hai người hai yêu đều đã từng đi qua phủ đại danh. Cho nên bọn họ có thể tự mình thi triển đồn pháp chạy đến đó. Một lát sau, ngồi mến quý bất quy dẫn theo hai con yêu quái xuất hiện trên đường lớn phủ đại danh. Bây giờ trời đã sắp tối, ông già lại tìm một quán trọ nghỉ lại. Phủ đại danh lúc bấy giờ còn có danh xương là Bắc Kinh. Phồn hoa náo nhiệt không thua kém gì Đông kinh biện lương cả Trong quan trọng mà bọn họ nghỉ lại Thế mà còn có thể chuẩn bị ra Được cả tiệc vi cá Giờ này mấy người và yêu Cùng lời đi ra ngoài Lê gọi một bàn tiệc thượng hạng Dọn luôn vào phòng nghỉ Trong lúc tiểu nhị dọn thức ăn Quyên bất quỳ thường cho hắn một hạt đậu vàng Cười tùm tìm nói Bé con Mấy người bọn ta là sai dịch từ đông kinh biện lương Đến đưa công văn muốn hỏi thăm một chút về trung thư lệnh ở chỗ các ngươi hắn là người như thế nào có thấu tình đạt lý dễ làm việc không người nói ông già ta nghe thử nói cho rõ ràng một lát ông già ta lại thưởng thêm cho tường đi trông thấy đậu vàng thì hai mắt dựng thẳng Trường nào đã gặp qua vị khách quý dùng vàng làm tiền thường như thế này tuy rằng hắn không quá tin tưởng mấy người có già có trẻ này là sai dịch nên đưa công văn nhưng để mặt hạt đậu vàng tiểu nhị vẫn giới thiệu với mấy vị khách quý về vị trung thư lệnh mới đến nhậm chức kia hắn nói bởi vị khách quan hỏi ta xem như hỏi đúng người rồi đây chu hai nhà ta đang làm việc ở nha môn trung thư lệnh nghe chu hai ta nói vị trung thư lệnh đại nhân mới đến nhậm chức là đi cửa sau cậy nhờ sở vương từ lúc hắn nhậm chức đến nay hầu như chưa từng đụng vào công văn có việc gì đều do cho thông phán với thôi quan làm hết đấy. Nếu các vị muốn gặp trung thư lệnh đại nhân thì không dễ đâu. Hắn nhậm chức đến đây hơn 2 tháng, ngoài trừ quan trên thì chưa bao giờ gặp khách. Quỳ bất quỳ cười khà khà một tiếng hỏi tiếp. Trước giờ đều không gặp khách hả? Ngày nói lúc trước, hắn còn làm chi phủ, đối đại với đạo sĩ tu sĩ rất được mà. Đến giờ ngay cả mấy người tu đạo như thế cũng không gặp luôn sao? Không nghe nói hắn có đãi ngộ đặc biệt Với người tu đạo Tiểu nhị nói đến đây chợt nêu ra một chuyện xảy ra cách đây không lâu liền tiếp tục nói với mấy vị khách quý Nhưng mà mấy hôm trước Có hòa thượng ở chùa An Nhã Phủ Đại Danh Đến nhà môn trung thư lệnh kiện tụng gì đó Về tài sản trong chùa Trung thư lệnh đại nhân không thèm thẩm tra Mà trực tiếp phạt đánh đại hòa thượng 60 gậy Đánh vỡ cả xương chậu cơ mà Nghe nói sắp không xong rồi Đến hòa thượng mà hắn còn đánh như thế Phòng trường cũng không khách khí gì Với đạo sĩ đâu Đánh hòa thượng Quy bất quy cười một tiếng Thầy không hỏi thêm được gì từ chỗ tiểu nhị nữa Thì liền đuổi hắn đi Sau đó cười tùm tìm nói với ngô miễn Tiệm đài hồ dũng Thì hết mực công kính Đối xử với hòa thượng Lại cười điều biến thành người khác Vì trung thư lệnh đại nhân này Công thật là thú vị đấy Ông già Khoa nói chung thư lạnh gì đó nhá. Ông đây không hiểu nhá. Sao lòng dạ cha lại vô tư như thế hả? Bạch vô cầu bông điên nói chen vào một câu. Tên thô lỗ dừng một chút rồi nói tiếp. Chúng ta vất vả lắm mới bắt được động thích chấn. Thế mà cha lại để hắn ở lại trong động phủ kia. Để đến lúc quay về, hắn đã chạy mất. Bình phục rồi quay lại chơi chúng ta một vố. Đến lúc đó thì cha ngồi đấy mà khóc nha Chạy đồng thích trấn có thể chạy được đến đâu Quỷ bất quy cười khà khà nói tiếp hiện giờ có ba khả năng thế này thứ nhất cấm thuật và những bảo bối khác trong động phủ quả thực đã bị đánh cắp đồng thích trấn không ngờ sẽ xảy ra chuyện này bản thân vất vả bao nhiêu lâu cuối cùng đều uổng phí cho nên mới nghĩ quẩn muốn chết đi cho xong thứ hai hắn đã biết là tên giang hạ này trộm đi bảo bối của mình nhưng hắn cũng biết thực lực của mình đến đâu Chắc chắn không thể đoạt lại đồ được Để mới diễn ra vở kịch này Hy vọng chúng ta có thể cướp lại được thứ đó Kế đó Lại có hậu chiêu Giành lại cấm thuật Và bảo bối từ tay chúng ta Nói đến đây Quỷ bất quỷ hơi dừng một chút Rồi mới tiếp Khả năng cuối cùng Là trong động phủ vốn dĩ Không có gì cả Từ đầu đến cuối Đều là vở kịch của hắn Chỉ vì muốn mượn tay chúng ta cái liệu người tên giang hạ kia Con trai ngốc à Ba khả năng này Bất kể là cái nào đúng Thì hắn đều sẽ không bỏ chạy Phía sau vẫn còn nhiều màn hấp dẫn chưa diễn xong Bạch vô cầu nghe Mà cái hiểu cái không Nhìn ông già nói Tâm trí của cha với đồng thích chấn Đều gian xảo như nhau Ông đấy không hiểu nổi mấy người Ông già cha nói thẳng đi Tiếp theo chúng ta làm cái gì đây Để bóp chết họ rằng hay là quay về đập chết họ đâm Đến cũng đến rồi Có thế nào cũng phải đi xem thử vị trung thư lạnh đại nhân kia một chút Quy bất quy cười khà khà một tiếng Quay đầu nhìn sắc trời ngoài kia Sau đó tiếp tục nói với Ngô Miễn Nếu hắn thật sự Là người có tên trong sát lệnh Lại có thể trà trộn nhiều năm Trong chốn quan trường không bị phát hiện ra Vậy thì cũng là Một nhân vật có số má đấy Trời đến khi trời đã tối hẳn Qua lại trong nhà môn trung thư lệnh Trên cơ bản đều đã về nhà nghỉ ngơi Chỉ còn lại năm sáu nhà sai Ở trong phòng trực ban Thế đã muộn thế này Hẳn là không còn ai đến tố tụng kiện cáo Mấy gã nhà sai họp nhóm Góp lại 100 đồng tiền Đi mua bốn món ăn Cùng với một vò rượu lớn Để sợ bọn họ là người làm việc trong cửa quan Chủ quan rượu bán rất đầy đủ Tuy không phải thức ăn ngon lành gì Nhưng no bụng thì không thành vấn đề Mấy gà nhà sai vừa ăn uống Vừa mắng chửi trung thư lệnh đại nhân Mới nhậm trước kia Ngồi vào ghế rồi Là liền giao hết các vụ kiện tụng Cho đám quan sai dưới chướng Khiến bọn họ không sơ mũi được gì Trong cậy vào mấy đồng lương nhà sai còm cõm Thì mấy thứ cơm canh ra hồn một tí Cũng không ăn nổi Trong lúc bọn họ Bực tức uống rượu dài sầu Đồ điền nghe thấy ngoài cổng nha môn truyền đến tiếng đánh trống thùng thùng Đám người giật bắn cả mình Chuẩn bị ra ngoài chửi mắng Thì lại nghe thấy bên ngoài Có tiếng người khóc giống Trời sập rồi Xin thanh thiên đại lão ra Làm chủ cho tiểu nhân Cả nhà tiểu nhân 16 mạng người Đều chết hết rồi Thanh thiên đại lão ra ơi Một nhà 16 mạng người đều chết hết Nghe thấy tiếng khóc bên ngoài Mấy gà nhà dịch cũng run sợ nếu phủ đại danh thật sự xảy ra chuyện lớn như vậy phòng trường vị trung thư lệnh đại nhân kia không thể lười biếng được nữa có thế nào cũng phải ra mặt hoạt động một chút thế là mấy gã nha sai trực ban từ trong nhà môn chạy ra Trông thấy trước cổng có một người đàn ông chừng 30 tuổi quần áo trên người đầy vết máu thấy có người từ trong nha môn chạy ra người này lập tức quỳ xuống trước mặt đám nha sai đau khổ kêu khóc xin các vị lão ra làm chủ cho tiểu nhân sáu người nhà tiểu nhân đều đã chết hết Mấy gà nhà sai thấy người này lạ mặt Nhưng phủ đại danh dân số mấy chục vạn người Thiếu gì người trông không quen Nhà sai bổ đầu bước ra Nói với một thủ hạ bên cạnh Gửi đi bẩm báo với lao ra Tiền thể gọi cả ngõ tác đến đây sáu tử thi đủ cho ông ta bận rộn cả đêm đấy bởi vì chưa có lệnh của trung thư lệnh đại nhân đam nhà sai không dám chạy đến nơi xảy ra vụ án ai biết liệu vị đại nhân kia có để lại cho thông phán và thôi quan xử lý hay không có điều 16 sáu người chết cũng là vụ án lớn trung thư lệnh xử lý không ổn thỏa thì sẽ ảnh hưởng đến đường làm quan của mình lát sau nhà sai vừa đi bẩm báo quay trở lại nói với bồ đầu đại nhân con lệnh cho khổ chủ đi vào thưa chuyện để lại hai ba người trông coi nhà môn Nhưng người còn lại Cùng với ngỗ tác đi đến hiện trường Xem thử có tìm được manh mối gì không Thế sau suốt hai tháng rốt cuộc Cũng có vụ án đến tay Tuy rằng là thảm án diệt môn Nhưng xong việc thể nào Cũng có chút bạc tiêu xài Đàm nhà sai lập tức hăng hái hơn hẳn Sau khi để lại hai ba người trông nhà Cả đám liền cùng ngỗ tác Chạy đến nơi xảy ra án mạng Vô gì theo quy định thì phải đưa cả người báo án cùng về Nhưng đại nhân đã có lệnh Nên chỉ có đám nhà sai chạy đi Xem tình hình trước Lúc này khổ chủ được đưa lên công đường Đợi hồi lâu Thì thấy một vị thân mặc quan phục Đi cùng sư gia bước ra Nên khổ chủ quỳ dưới đất Lên tiếng hỏi Người ấy chính là người đánh trống Trong nhà người xảy ra chuyện gì Chậm dài kể lại rõ ràng Thành thiên đại lão ra sẽ hay làm chủ cho tiểu nhân Khổ chủ vừa khóc vừa nói Tiểu nhân tên là Hồng Sùng Là thương nhân buôn bán Hôm nay vừa đi buôn trở về Thế trong nhà Già trẻ lớn bé tổng cộng 16 người Đều đã chết hết Vợ, con trai con gái của tiểu nhân Bị người ta treo cổ trên xà nhà Cha mẹ và những người khác Bị chém chết trong sân Tiểu nhân đi tìm một lượt Trong nhà không còn ai sống sót Mười sáu người Đại quan ngồi bên trên Đi xuống khổ chủ Cao mày nói với người nọ Trong lúc người buôn bán Có từng đắc tội với ai không Hồng sùng Người ấy nghĩ kỹ lại xem Đừng để quên sót cái gì Tiểu nhân là buôn bán lương thực Trường này chưa từng lừa ra dối trẻ Không có đắc tội với ai Đang yên đang lành mới đi một buổi Người nhà đều đã không còn Hồng Dung nói đến đây Thì đưa tay lau nước mắt tiếp tục nói với đại quan bên trên cầu xin đại nhân đương ra làm chủ trả mối thù này cho gia đình tiểu nhân hồng sùng người ấy cẩn thận nghĩ lại xem ngoài trừ ngươi thì người nhà ngươi liệu có đắc tội với ai không đại quan liếc mắt nhìn hồng sùng lại nói tiếp ngươi phải chịu khổ diệt môn nhất định là do nhà ngươi có thù với ai đó người nghĩ cho thật kỹ vào không được để sót cái gì Đầu lúc này Đàm nhà sai đi kiểm tra hiện trường Đã quay trở về Đem theo 16 thi thể xếp hàng đặt trước công đường 16 thi thể mang tử trạng khác nhau Có người bị vũ khí sắc bén chặt đầu Có người bị lửa đốt thành than Còn có mấy người toàn thân trên dưới Không có ngoại thương Mà vẫn tắt thở chết Người ngồi trên công đường đúng là Trung thư lệnh phủ Đại danh Giang Hạ Lúc đại ngỗ tác đã đứng bên dưới cầm tờ biên bản khám nghiệm Bảo báo lại nguyên nhân cái chết Của những người này cho Giang Đại Nhân Đại Nhân Hiện trường tổng cộng có 16 người chết Hai người là cha mẹ của Hồng Sùng Thê thiếp ba người Hai con trai Bốn con gái Năm người còn lại là người hầu của Hồng Gia Thuộc hạ mới chỉ khám nghiệm qua nguyên nhân chết ban đầu Trong đó hai người chết cháy Năm người bị chặt đầu Hai người treo cổ Ba người bị moi tim Mấy người còn lại Thì phải đợi khám nghiệm tử thi kỹ càng Mới có thể tìm ra nguyên nhân cái chết Sau đó bộ đầu Ba ban nham môn Cùng báo lại tình hình lúc đến kiểm tra hiện trường Thủ hạ đã kiểm tra Qua hiện trường vụ án Ngoài trừ 16 người chết Thì của cải trong nhà Không có dấu hiệu bị động chạm Trang sức trên người thê thiếp con cái của Hồng Sùng Vẫn còn nguyên Trong nhà có một cây dương Đựng 200 lượng bạc 130 quan tiền cô không sứt mẻ gì thủ hạ nghi ngờ vụ án này là giết người báo thù mong đại nhân minh xét nhìn thấy 16 thi thể đặt dưới công đường trung thư lệnh đại nhân chỉ thấy ra đầu tê dài bản thân mới vừa nhậm chức chưa được mấy tháng đã xảy ra vụ án lớn như thế vừa này báo lên triều đình ăn hẳn không thoát được tội danh không có năng lực quản lý mặc cho đào tặc hoành hành không khéo còn bị cách chức bãi quan vẫn là muốn đến phủ đại danh kiếm chắc mấy năm Kiếm chút vươn liếng sau này Vào kinh làm quan trong chiều Hiện tại xem ra là không ổn rồi Giang hạ phẩy tay cho người đưa thi thể đi Sau đó Nói với nhà sai bồ đầu của mình Gõ hết ba ban nhà sai về đây hung thủ nhất định Vẫn còn ở trong thành chưa đi xa Gây ra vụ án lớn như vậy ăn không chỉ có một hai người Đại cũng không phải việc do người Của phủ đại danh gây ra Cả người phải điều tra thật kỹ Những người từ bên ngoài vào thành Tìm ra hung thủ trong số đó Bắt đầu từ sang mai Phủ đại danh chỉ cho người vào Không cho người ra Bọn quan cho người thời gian 5 ngày Nhất định phải bắt bằng được hung thủ Rõ chưa Ngày thấy trung thư lệnh đại nhân ra quyết định Phải phá án trong vòng 5 ngày Bộ đầu vội vàng bẩm lại Đại nhân Ba ban nha sai chỉ có hơn 200 người Dân chúng trong thành có đến 20 vạn Muốn bắt được hung thủ trong vòng 5 ngày Là rất khó Xin đại nhân thư thả thêm mấy ngày Giang Hà hử lạnh một tiếng nói Càng nhà môn trong phủ đại danh Sẽ chi viện cho ngươi thêm trăm nhà sai nữa Tội bộ nghe lệnh của ngươi Kỳ hạn 5 ngày không thay đổi Qua hạn một ngày Sẽ phạt đám bộ đầu các ngươi 20 gậy Qua 2 ngày Tăng lên thành 50 Đừng ở đây lãng phí thời gian nữa cấp tốc ra quân Truy bắt hung phạm đi Bộ đầu không còn cách nào khác Đành phải trước tiên lui xuống tìm thu hạ, chia quân làm việc bọn năm đi đến khu vực xung quanh Nhà họ Hồng, truy tìm manh mối Nếu người khác tản đi điều tra lùa bắt những người từ bên ngoài Đến phủ đại danh Tất cả người lạ vào thành Đều bị đưa đến nhà lao Cho bọn họ tố giác lẫn nhau Ngày nào chưa phát được vụ án này Ngày đó những người này Còn chưa được rời khỏi nhà lao phủ đại danh Cho đến lúc hừng đông Thì nhà lao đắt chật kín người Bỏ đầu lại đi mượn Một ngàn binh lính ở bốn cổng thành Đến canh giữ những người ngoài này Thế bộ đầu đã lui xuống làm việc Giang hạ lại lần nữa Truy hỏi người báo án hồng sùng Khổ chủ Gia đình người gặp phải kiếp nạn này Bên trong nước đỉnh Có liên quan đến người Người hai liệt kê ra hết tất cả những người từng có mâu thuẫn với người Có lẽ hung thủ Nằm trong số những người này đấy một Di Hồng Sùng Cũng thuộc diện tình nghi Có điều Giang Đại Nhân thật sự Không dám nghĩ rằng Có người nào lại nhân tâm đến mức Giết hết già trẻ lớn bé trong nhà mình Không thể nào có người Cùng hung cực ác như vậy được Nhưng chuyện này cũng có liên quan rất lớn Đến Hồng Sùng Có lẽ là lúc hắn ở bên ngoài làm ăn Đã gây thù chuốc oán với ai Mời hại gia đình mình toàn bộ chết thảm Trong khi Giang Đại Nhân nói Đã có viên thư lại Mang giấy bút đến trước mặt Hồng Sùng Để hắn viết ra danh sách những người có thù oán với mình Lúc này Hồng Sùng Cũng không khăng khăng Là mình không có kẻ thù nữa Vừa khóc lóc không ngừng Vừa viết tên tất cả những kẻ thù Từ nhỏ đến lớn mà mình có thể nhớ được ra giấy Từ mấy đứa trẻ lúc nhỏ đánh nhau Cho đến bạn làm ăn Từng vì hét giá cao mà mắng mình lúc ra ngoài buôn bán từng tên từng tên một hắn đều viết hết ra trong lúc này trung thư lệnh đại nhân cũng rất đau đầu hắn gọi sư gia của mình đến hỏi xem có thấy nơi nào có vấn đề không sư gia thấp giọng nói học trò cảm thấy vụ án này rất quái dị nếu đúng là vì trả thù thì cứ trực tiếp vung đao chém chết là xong vì gì phải phiền toái như vậy nào đao chém, nào lừa thiêu, nào treo cổ Trong chuyện này Hẳn là có yêu nhân giang hồ làm loạn Đại nhân à Nếu chuyện này liên quan đến yêu nhân Vậy ngài cần phải liệu việc cho sớm Võ, Phùng Hai vị bồ đầu không phải là đối thủ của yêu nhân Được sư gia lên tiếng nhắc nhở Giang Hạ cùng vỡ lẽ ra Vội vàng nói với Hồng Sùng Đang bài viết tên người Khổ chủ Người nghe kỹ lại xem Gần đây có đắc tội Với mấy tên giang hồ thuật sĩ nào không Nghĩ cho kỹ vào Án diệt môn của người Có lẽ có liên quan đến bọn họ đấy Nghe Giang Hạ nói thế Hồng Sùng sự nhớ ra một chuyện Lập tức nói Thế thì đúng là có một chuyện Thằng trước ta đi buôn lương thực Ở huyện Thiếu Hoa Có một đạo sĩ lôi thôi Dù một đống chuột chết Buôn đổi một trăm thạch lương Lộng ấy ta cho rằng ông ta là kẻ điên nên sai tiểu nhị đuổi đi Lục đạo sĩ chạy đi Còn mắng ta mấy câu Nguyên rùa ra trẻ nhà ta chết không được tử tế Không thể nào Vì chút chuyện nhỏ này Mà giết cả nhà ta đây chứ Nghe vậy Sư gia lại hạ giọng Nói thầm vào tai giang hạ mấy câu Chung thư lệnh đại nhân lên nói với Hồng Sùng Khổ chủ Người ấy cẩn thận nhớ lại xem Đám chuột chết mà đạo sĩ điên đưa cho người Đã chết như thế nào Người ấy nghĩ kỹ đi Đừng để có sai sót Đám chuột chết đó sao Hồng xuống cúi đầu suy nghĩ một lát Đột nhiên lại khóc giống lên Hắn vừa khóc vừa nói Chính là tên đạo sĩ điên đó Đám chuột có con bị thiêu chết Có con bị chặt đầu Có con bị moi tim Giống hệt như những người nhà xấu số của ta Thành thiên đại lao dạ Xin hay làm chủ cho tiểu nhân Đạo sĩ điên kia có họ là gì Gặp được ở đào quán nào Người còn nhớ không Nghe Hồng Sùng nói vậy Hai mặt Giang Đại Nhân Cô bắt đầu sáng lên Có mảnh mối rồi Thiệu nhân không nhớ rõ Cha mẹ ơi Con trai bất hiếu đã hại mọi người rồi Hồng Sùng lúc này Cũng hiểu ra là do tên đạo sĩ si điên kia trả thù Nằm ngục dưới đất mà gào khóc Phải đợi mấy nhà sai đỡ lấy mấy gượng dậy được nghe tiếng than khóc, Giang Hạ nhíu chặt mày, gọi viên thư lại đến nói: người ấy đi tìm họa sư đến đây, cho khổ chủ ta lại tướng mạo hung thủ, pha hòa xong thì đưa đến cho hai vị bổ đầu, cho bọn họ dựa theo chân dung Để bắt tội phạm. Nhìn bộ dạng hồng sùng, sụt sùi khóc lóc, Giang Hà cũng chỉ biết thở dài, Phật tài nói với đám nhà sai. Các người đưa khổ chủ về phòng các ngươi nghỉ tạm đi. Chờ hòa sư đến Thì bảo đưa đi gặp khổ chủ làm việc Thế Hồng Sùng đã được dìu ra ngoài Giang Đại Nhân hạ lệnh bãi đường Đang định trở về hậu đường nghỉ ngơi Thì lại bị sư Giang ngăn lại Đại Nhân đã Sự việc đã liên quan đến yêu nhân Giang Hồ Bỏ khi người này Bị các nhà sai quê nhiễu Mà nổi giận chạy đến nhà môn gây chuyện với Đại Nhân Thì thật sự không ổn Vẫn mong Đại Nhân sớm có chuẩn bị chu toàn Nghe sư Giang nhắc nhở Giang đại nhân lúc này mới phản ứng lại Kẻ đó giết người Một lượt 16 người Đơn giản như chơi đùa Nếu muốn tìm đến nhà môn ám sát mình Thì mấy tên nhà sai quạt thực Không phải đối thủ Nhờ lại tử trạng của 16 thi thể vừa rồi Giang hạ lập tức đổ mồ hôi lạnh Vội nói với sư gia Vậy thì phải làm sao đây Hay là bổn quan ra ngoài Lánh tạm ít lâu Chờ tên yêu đạo bị bắt về quy án Rồi hắn trở về Thế thì không cần Sư gia ghé sát vào bên cạnh giang đại nhân Nói vào tai hắn Nếu là việc làm của yêu đạo Vậy thì tìm tu sĩ nổi tiếng Để đối phó là xong Làm tiên trường bà ngài kết giao Lúc còn làm chi phủ Hiện tại cũng đang ở phủ đại danh Lúc này không dùng thì còn đợi lúc nào nữa Bồn quan Cũng thật là nóng vội Thế mà lại quên mất thang tiên trường Giang hạ vô chán một cái Lại nói với sư gia Người địch thần đi mời thang tiên trưởng Nói cho ngài ấy biết Về vụ án mạng Nếu thang tiên trưởng có chỗ khó xử Không giải quyết được Thì nhờ ngài ấy giới thiệu cho một người khác nhất định phải bắt được đạo sĩ điên ấy về quy án Sư gia đã một tiếng Rồi cáo từ trung thư lệnh đại nhân Sau đó ngồi kiệu nhỏ Đến đạo quán bên ngoài thành Mời vì thang tiên trưởng nọ Ra tay trợ giúp Thầy sư gia đi rồi Giang Hà mới thấy vững giả hơn một chút để lúc sắc trời tan tảng sáng Hòa sư đã phát hỏa xong tương mạo của đạo sĩ điên Và lúc này Sư giả cũng đã mời thang tiên trường đến nhà môn Trung thư lạnh Hết chương 260 Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay nha Hồi sau có nội dung gì Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sau nha